Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán, giao lưu và trao đổi điện thoại. Địa chỉ là số 66-27 đường Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nha. Bên mình thì có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng và có thể tín dụng nha. Anh em nào trả góp thì cứ qua bên mình làm hồ sơ trả góp trực tiếp. Bên mình không làm online nha. Trang fanpage là Trịnh Văn Mobile, có để đường link dưới phần mô tả video. Số điện thoại của bên mình là 0839444400. Số thứ hai là 0604748 nha. Anh em nào muốn xem hình ảnh chi tiết máy trước khi chốt hàng thì mình cứ nhắn tin qua trang fanpage hoặc là Zalo. Thời gian làm việc là từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ tối. Chính sách bảo hành sẽ là 3 tháng một đổi một trong 30 ngày đầu tiên nha. Lỗi là sẽ được đổi máy khác luôn, không sửa chữa nha. Anh em là có nhu cầu mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại cứ liên hệ trực tiếp bên mình. Phụ kiện đi kèm theo máy là cáp sạc, một số máy thì mình hỗ trợ thêm tai nghe nha. Mọi thông tin chi tiết mình để dưới phần mô tả video, anh em chỉ cần kích vào phần mô tả video sẽ ra đầy đủ các thông tin cho mọi người tham khảo nha mọi người. Anh em nào coi video thì cho mình like, share, chia sẻ ủng hộ shop của mình nha. Thì đầu tiên hôm nay thì mình cũng có về một số máy giới thiệu tất cả mọi người luôn. Xiaomi 12X nha, con này RAM 8 128GB, 5,5 triệu nha mọi người. Mi 12X, camera 50 chấm, chip 870 nha. Hôm nay chỉ có 5,5 triệu thôi. Xiaomi Mi 4 3 RAM 16 bộ nhớ trong 512GB, máy đẹp keng 99 nha. 23,900 Mi 4 3 nha. K40S RAM 8 128 4,550,000 K40S. Con máy cấu hình khỏe cho anh em nè. Thiết kế cực kỳ hầm hố luôn. Tecno Bova Neo 3 nha. Con này RAM 8 bộ nhớ trong là 128GB. Pin 7000 luôn, pin 7000 luôn nha. Bova Neo 3. Máy khá đẹp, keng 99 nha. Giá bán là 2,7 triệu nha, 2,7 triệu. 12 Pro Max ZA bản 2 SIM, pin 83, ngoại hình tổng thể 97, 13 triệu nha. Mi Mix 4 6,8 triệu, RAM 8 bộ nhớ trong 256GB, máy sách tay chưa tiếng Việt nha. Con này camera trước là ẩn dưới màn hình nha. Máy thiết kế cực kỳ đẹp luôn, Mi Mix 4, ngoại hình tổng thể tầm 97 nha. iPhone 12 Pro Max 128GB, pin 85 nha. Ngoại hình đẹp 98, màu xanh, 13,2. Q5 Pro RAM 8 256, chip 870, 4,5 triệu nha. Realme Q5 Pro. Oppo Reno 8T RAM 8 256, 4,150, ngoại hình hơi trầy nha. Reno 8T, 4,150,000. iPhone 13 Pro Max pin 89, máy đẹp nha, máy đẹp màu xanh. Hôm nay mình giảm giá con này còn 15,7 nha. 12 Pro Max 256GB pin 82. Cây này giá bán là 13,9 triệu nha, 13,9 triệu. Xiaomi Redmi Note 10 RAM 4 bộ nhớ trong 64, 2,250,000 nha. Redmi Note 10. Note 12S RAM 8 256 3,850,000 nha. Note 12S 8 256 3,850. Vivo A33S RAM 8 128 2,5 triệu nha. A33S camera 50 chấm. V17 Pro RAM 8 128 màn hình cong, camera đẹp nha. Vivo V17 Pro 5,750,000. Oppo Reno 8T 5G nha. Đây. Bản RAM 8 bao nhiêu trong 256GB, con này đẹp không khác gì máy mới nha. Keng, màn hình OLED. T 5G 256GB, chip 695 này, đẹp keng nha. 8T 5G này thì giá bán của bên mình sẽ là 5,2 triệu nha, cho bản 256GB nha mọi người. iPhone 12 trầy nhẹ nha, con này pin còn cao, hàng Việt Nam.
hàng Việt Nam, 64 GB, trời đây, máy zin chuẩn nha. Cái này giá bán của bên mình sẽ là 8 triệu nha, 8 triệu. iPhone 13, trầy nhẹ xíu à. Vết một con vết lòng mèo này. Đây, vết lòng mèo xíu xíu nha. Bản hàng, KH là hàng nha, hàng thì khỏi khỏi lo là lóc luôn. Con này 128 GB. Pin 88 nha, pin 88, máy đẹp. Cái này giá bán của bên mình sẽ là 15.950.000 nha, 15.950.000. iPhone 12 Pro Max. Máy hơi trầy xíu. Bản 256 GB, 12 Pro Max nha. Hơi trầy, hơi xấu, nói chung là tùy theo tình trạng nha mọi người. Máy hơi trầy thì giá nó sẽ rẻ. Pin 88. 12 Pro Max nha, pin 88. Cái này giá bán của bên mình sẽ là 13 triệu rưỡi nha, 13 triệu rưỡi thôi. Xiaomi Redmi Note 12 Pro, màn hình OLED này, camera 108 chấm, chip Snap 732 nha. Máy khá đẹp. Giá bán của bên mình sẽ là 4 triệu 6 nha, 4 triệu 6. Mi 12 Pro, Redmi Note 12 Pro nha, 4 triệu 6. Xiaomi 12T Pro, hàng chính hãng nha. Vung bóc. Sạc cuốn này là 120W luôn, siêu nhanh. Máy đẹp keng 99, con này sở hữu màn hình OLED nha. Rất là đẹp luôn. Camera 200 chấm nha mọi người, màu bạc. RAM là 12 GB, bộ nhớ trong là 256 GB, chạy chip Snap 8 cộng Gen 1 nha. Giá bán của bên mình sẽ là 8 triệu rưỡi nha, 8 triệu rưỡi, Mi 12T Pro. Vung bóc, hàng chính hãng, bảo hành dài nha. Samsung Galaxy Z Flip 4, giá rẻ thôi, con này tróc thủy nhẹ nè. Tróc thủy nhẹ nha, Z Flip 4, hàng chính hãng. Ngoài nó hơi trầy nha, sườn hơi trầy nha, giá thì cực kỳ tốt, chỉ bằng con Z Flip 3 thôi. RAM 8/128 nha. Giá rẻ cho anh em trải nghiệm Z Flip 4 nha mọi người, giá là 6 triệu 8. Z Flip 4 nha, 6 triệu 8. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, 4 triệu 2 nha, Note 11 Pro phiên bản 5G, ngoại hình còn khá đẹp nha, 4 triệu 2. Note 11 Pro phiên bản 4G nha, 3 triệu 650 nghìn, máy đẹp, camera 108 chấm, pin 5.000 nha, màn hình OLED. iPhone 12 Pro Max. 12 Pro Max này thì nó hơi trầy nha, giá hôm nay cực kỳ tốt, 13 triệu 2. 12 Pro Max nè, 128 GB, ngoại hình tầm 9798 nha, pin 85, pin 85, 13 triệu 2 nha. Mình có một cây này bản 2 sim vật lý luôn, đây màu đen 2 sim vật lý, pin con này thì 83, pin 83, 128 GB, hơi trầy nha, hơi trầy xíu, 13 triệu nha, 13 triệu. Poco X3 Pro, RAM 6/128, màn hình tần số quét 120Hz nha, màn hình Full HD, RAM 6/128, X3 Pro, ngoại hình hơi trầy, 2.750.000 nha, 2.750.000. Samsung S22 Ultra phiên bản Mỹ nha, 8/128, máy đẹp nha mọi người, S22 Ultra. Giá bán là 12.200.000 nha, phiên bản Mỹ, RAM 8/128 GB, còn khá là đẹp luôn. Realme GT Neo 5C. Nha, phong bóc. Giá bán là 6 triệu nha mọi người, RAM 12, bộ nhớ trong là 256 GB. GT Neo 5C. Máy còn đẹp keng nha. Xiaomi 12T,
cũng full box luôn, đẹp keng. Con này sở hữu màn hình OLED nha. RAM là 8, nhớ trong 128GB nha mọi người, M12T. Giá bán là 6.350.000 nha. Đầy đủ phụ kiện riêng. 6.350.000. Xiaomi 12X nha. RAM 8GB, Mi 12X. Camera 50 chấm, máy đẹp nha. Mi 12X, lo 2 megapixel nha, máy đẹp keng luôn. Giá bán của bên mình sẽ là 6 triệu nha, Mi 12X. iPhone 13 Pro Max. 13 Pro Max nha, 128GB bản Mỹ. Pin còn 89 nha, zin đẹp, 13 Pro Max nha. Zin đẹp. Cái này giá bán của bên mình sẽ là 16 triệu nha, 16 triệu. iPhone 14 hàng phay nha, hàng phay nha mọi người, 14 Pro Max hàng phay, giá bán của bên mình chỉ với giá là 1.200.000. S 21 Plus 5G nha, phiên bản Mỹ 8128, 6.250.000 nha, 6.250.000. Mi Mix 4 nha, Mi Mix 4 sách tay. Bản 256GB nha, Mi Mix 4 thì camera trước ẩn trong màn hình luôn. Đây, Mi Mix 4 này, ngoại hình tầm 98 nha, Mi Mix 4 ngoại hình tầm 98. Giá bán của bên mình là 6.800.000 nha, Mi Mix 4 6.800.000. Realme GT Neo Q5 Pro nha, Q5 Pro, RAM 8, bộ nhớ 256GB nha, giá bán của bên mình sẽ là 4.500.000 nha, 4.500.000. Q5 Pro. Oppo Reno 8T nha, 8T này hơi chạy nha, Reno 8T hơi chạy, 4.150.000 nha, Reno 8T hơi chạy, 4.150.000. Google Pixel 6a bản demo nha, bản này bản demo, Pixel 6a bản demo, giá bán của bên mình là 3.650.000 nha, Pixel 6a bản demo. iPhone 12 Pro Max, con này phiên bản 256GB luôn. Pin 82, bản Mỹ 256GB nha. Giá bán của bên mình là chỉ có 13.850.000 thôi, 12 Pro Max nha, pin 82. Tecno Bova 4 Pro. Bova 4 Pro nha. Bova 4 Pro RAM 8 128. Giá bán của bên mình Bova 4 Pro là 3.350.000 nha. Bova 4 Pro 3.350.000 thôi. Tai nghe AirPods nha, AirPods hàng Facebook 1 loại gỗ vàng 8 giờ nha. Con này là AirPods Pro 165.000 thôi, AirPods Pro nha, 165.000. Đây là AirPods Pro Gen 2 nha, AirPods Pro Gen 2 175.000 nha mọi người, AirPods Pro Gen 2 mới 175.000. AirPods 2, AirPods 2 giá bán là 155.000 thôi, 155.000. Hôm nay mình còn được một ít thôi, thanh lý cho mọi người nha. Redmi K60 nha, khá là mượt luôn,
RAM 8 256 nha, đã up ROM quốc tế rồi, quốc tế là Poco F5 Pro nha, K60. Giá bán của bên mình là 6.350.000 nha, K60 6350. Cái này là cây Samsung S21 Ultra nha. Cây này thì ngoài hình hơi xấu xíu, hơi xấu xíu nha. Giá bán là thanh lý cho mọi người 7 triệu 8 nha, 7 triệu 8. Bản Việt Nam này xin nha. Con này là con Mi 11T. Ngoài hình hơi trầy tầm 98 nha. Tầm 98. RAM 8 128, chip Dimensity 1200. Camera 108 chấm, màn hình OLED nha. Giá bán của bên mình sẽ là 4 triệu 1 nha. Oppo Reno 10 5G, RAM 8 128, 6 triệu 950 nghìn nha. Reno 10 5G còn một cây, 6 triệu 950 nghìn. S22 LED nha mọi người, hàng Việt Nam, S22 LED. Con này xách tay nha, S22 LED, phiên bản này là phiên bản xách tay, sườn nó hơi cắn xíu. Giá bán là 8 triệu 150 nghìn nha, S22 LED. S22 LED sẽ chạy chip Snapdragon là 8 Gen 1 nha. Note 20 Ultra 5G nha, một SIM. RAM 12 256, 6 triệu 950 nghìn thôi, 6950 nha. Z43 2 SIM, RAM 12 256 nha. Con này máy đẹp 99, bên trong là nó phồng này, nó hơi phồng cái màn hình xíu. Giá bán cực kỳ rẻ, 10 triệu rưỡi thôi. K40 Gaming, RAM 12 2, bộ nhớ trong 128, sườn nó hơi trầy nhẹ nha. Thanh lý 4250. K40 Gaming. Samsung Galaxy Note 20 2 SIM nha, 5 triệu rưỡi. Và mình về phiên bản Mỹ nha, phiên bản Mỹ máy đẹp 5 triệu 2 nha, Note 20. Hàng Việt Nam và bản Mỹ. Pixel 6a 4 triệu 9 nha, Pixel 6a. K40, bản RAM 12 bộ nhớ 256, chip 870. Camera 48 chấm, màn hình OLED 4 triệu 550 nghìn nha. V23 5G 3 triệu 750 nghìn, Vivo V23 5G. S21 Ultra 8 triệu 2 nha. Hàng Việt Nam, RAM 12, bộ nhớ trong 128 GB. S21 FE phiên bản Việt Nam. RAM 8 128 nha, 5 triệu 8 thôi. Z43 5G 2 SIM luôn, 12 triệu rưỡi, máy đẹp nha. Z43 2 SIM 12 triệu rưỡi nha. S20 FE hàng Việt Nam, chip 865, RAM 8 256, 5 triệu 350 nghìn. iPhone 13 nha, pin 85, máy đẹp 98 nha, 12 triệu. GT Neo 3T, RAM 8 256, 4 triệu 650 nghìn thôi, anh lấy 4650. Realme 8, 2 triệu 7 nha, Realme 8. Vivo V29e mới mua ra được có 2-3 ngày thôi. Giá bán là 6 triệu 2, V29e nha, 6 triệu 2. Còn được mấy cái tai nghe thanh lý cho mọi người nha. Đây là tai nghe Moza. Moza nha. Tai nghe Bluetooth Moza. Cái này thì mình thanh lý cho mọi người với giá là 120.000 nha, Moza. Còn cái tai nghe Ava này thì giá bán của mình là 85.000 nha, 85.000. Còn được vài cái không? Còn được vài cái tai nghe thanh lý cho mọi người đây. Đây. 85.000. Cái Beacon này thì cao nha. Beacon này nghe hay cao nha mọi người. Beacon này thì giá bán của bên mình sẽ là 200, 200. Còn bốn cái tai nghe thanh lý cho anh em thôi, hết rồi, bốn cái tai nghe thôi.
Apple Watch nha. Thanh lý nhanh cái Apple Watch nè. Đồng hồ Apple Watch. Apple Watch này thanh lý cho mọi người với giá là 900 nghìn nha, 900 nghìn Apple Watch. Samsung Galaxy Watch 5 nha, size 40. Đẹp nha, size 40 Watch 5. 2.550.000 Watch 5 size 40. Size 40 tiếp Watch 5 nha. Con này là bản nhôm. Con này là bản nhôm nha, Watch 5 này, bản nhôm. Con này bản này hình như xài sim được luôn nha mọi người. Không, hai cái là bản nhôm thôi, hai cái là bản nhôm. 2.550.000. Cái này size 45 nha, Galaxy Watch 5 size 45. Size 44 nha, Galaxy Watch 5 size 44 nha. Size 44 thì giá bán của bên mình sẽ là 2.650.000 nha. Đồng hồ thì Watch 5 mình còn được 3 cái, 3 cái. Thanh lý cho mọi người nha. Galaxy Watch 2. Galaxy Watch Active 2 size 40. Size 40 nha. Watch Active 2 máy đẹp size 40, giá này bán của bên mình là 900.000 thôi, 900.000. Size 40. Đây mình có đủ màu nha, màu hồng nè, màu màu đen nè. Mình có thêm size 45 nữa nha, có size 45 nữa. Đây. Khá đẹp nha mọi người. Đây size 45 nè, size 45. Active 2 size 45. Size 45 giá bán của bên mình là 1.050.000 nha. Đồng hồ đẹp nha. Còn mấy cái mà trầy trầy thì bên mình thanh lý cho mọi người với giá là 750.000 thôi. Còn đồng hồ khá nhiều anh em nào có nhu cầu thì lựa nha, qua lựa nha. Đồng hồ đang thanh lý nha. Rồi, Galaxy Watch 3, Watch 3 trầy hơi trầy trầy thì giá từ 1 triệu nha, hơi trầy trầy thì giá từ 1 triệu. Đẹp là 1.600.000 nha, đẹp nè, đẹp 1.600.000 nè. Tùy theo tình trạng nha mọi người, có 1.300.000, 1.200.000 đầy đủ hết nha. Galaxy Watch. Tùy theo tình trạng. Mình có size luôn nha, size 41 và size 45. Watch 3 nha. Watch 3 khá là đẹp luôn. Đồng hồ Galaxy Watch 4. Galaxy Watch 4 giá bán là 2.150.000 nha. Galaxy Watch 4. Và mình có size Watch 4 Flagship size 45 nữa. Đây. Watch 4 Flagship size 46 chứ, size 46 nha. Mình có hai size. Đây, một size nhỏ này và size 46. Mấy phiên bản thép này khá là đẹp nha mọi người, đeo rất là đẹp luôn, mình cũng đang dùng nè. Con này pin khá là ổn, pin tầm 2 ngày nha. Cây này là cây đeo Votro nha, 3405. Đây, đeo Votro nha, 3405. Thanh lý rẻ cho mọi người nha. Đẹp keng luôn. Votro 3405 nha. Anh em search này sẽ ra cấu hình nha mọi người. Hàng chính hãng luôn, Votro 3405. Cái này giá bán của bên mình sẽ là 6 triệu nha, đeo Votro. Một cây nồi đồng cối đá nha. Đây, nồi đồng cối đá ThinkPad. Core i5. ThinkPad nè, E409 nha, 409. Thanh lý cho mọi người thôi. Với giá là 3.500.000 nha. 3.500.000 ThinkPad 490. 3.500.000 nha. Ngoại hình còn khá đẹp luôn. Tiếp tục thanh lý nữa nha. Thanh lý. Con này là con đây. Acer A515 54 series nha, con này như coi 5. Coi 5 thế hệ 10 hay 11 vậy đó. Coi 5 thế hệ 10 nha, coi 5 thế hệ 10. Đeo Votro, con này là con Acer chứ. Acer. Thanh lý cho mọi người luôn nha. Coi 5 thế hệ 10, thanh lý cho mọi người với giá là 5.500.000 nha, 5.500.000 thôi.
Lenovo ThinkBook nha, ThinkBook. Con này chạy chip Ryzen nha, ThinkBook nè. Ngoài hình thì nó có hơi cắn, hơi chạy xíu, hơi xấu nha. Thanh lý nhanh luôn. Đây, con này chạy chip Ryzen 5 thế hệ 4 nha. Thế hệ 4 Lenovo ThinkBook. Đây, giá rẻ nha. Thanh lý cho mọi người 5 triệu nha. ThinkBook nè, 14G2 nha. Con này chạy chip Ryzen 5 thế hệ 4. ThinkBook nữa nha. Đây, Lenovo ThinkBook nồi đồng cõi đá nha. Máy toàn zin không. Con này là T480 nha, 480. Máy này máy Mỹ nha mọi người. ThinkBook. Thanh lý cho mọi người nhanh nha, 3 triệu, 3 triệu. iPad Pro nha, 11 inch, 256 GB, đời 2018 nha. Máy đẹp keng 99 nha mọi người, keng 99 luôn. Có tặng bao da luôn nha. iPad Pro 2018. Giá bán là 10 triệu rưỡi nha, bản 256 GB. Cái này là cái Lenovo M10 Full HD LED nha, RAM 4 GB 64, màn hình con này 10 chấm mấy gì nữa. Giá bán của bên mình chỉ với giá là 2 triệu 7 thôi. 2 triệu 7 có một con máy màn hình khá là to, nghe gọi như điện thoại luôn nha. Cái này cái Samsung Galaxy Tab S 7 FE nha. Con này có xài SIM, loa AKG, RAM 4 GB 64 nha. Hoàn tổng thể còn đẹp, khá đẹp, màn hình khá là to nha, màn hình 13 inch luôn. Tab S 7 FE này có xài SIM, giá bán của bên mình sẽ là 5 triệu 850 nghìn thôi, 5850. Samsung Galaxy Tab S8 5G nha, còn một cây duy nhất nha, 8 triệu 2 nha. Bản 5G, chip 8 Gen 1, màn hình 2K. Cây này là cây máy màn hình khá là to luôn, Seoxin Bud Pro 2021, một cây máy Lenovo, RAM 6 bộ nhớ trong 128, màn hình độ phân giải 2K, chạy chip Snapdragon là 870 nha, giá bán của bên mình là 5 triệu rưỡi. iPad Gen 8 32 GB nha, Gen 8 32 GB, giá bán là 4 triệu 850 nghìn, Wi-Fi, con này màn hình là 10.5 inch nha. iPad E1, E1 nha, 16 GB, 2 triệu 1 nha. iPad E1 16 GB, 2 triệu 1, màn hình 9.7, độ phân giải 2K nha. iPad E1 tiếp, 2 triệu 1 nha. iPad Gen 7 nha, con này 32 GB, giá bán là 4 triệu rưỡi nha, Gen 7, 32 GB, 4 triệu rưỡi. iPad Gen 8 32 GB, 32 GB tiếp nha. Cái này giá bán là 4 triệu 8 nha. iPad Pro 4G, iPad Pro nha, 2017 nè, 4G 128 GB luôn. Màn hình 9.7 nha, iPad Pro. Con này thì màn hình nó đã có tần số quét rồi nên nó khá là mượt luôn. Giá bán của bên mình chỉ với giá là 4 triệu rưỡi nha. iPad Gen 7 nha mọi người, máy đẹp, Gen 7. 4 triệu rưỡi nha. iPad Gen 9 64 GB, máy đẹp nha, 5 triệu rưỡi, Gen 9 64 GB. MacBook M1 nha, full box luôn, full box. Ngoài được keng 99 nha, M1 nè. Keng 99. À, còn hộp sạc đầy đủ nha. Con này là phiên bản 256 GB.
256GB chip M1. RAM là 8GB nha, hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam M1 nha. Cây này thì giá bán của bên mình là 13 triệu 2 nha mọi người, 13 triệu 2. M1. Mình có hai màu nha, hiện tại mình đang có hai màu, màu vàng đồng và màu này là màu gray nha, M1 nha. Máy tính bảng nha, con này là Lenovo M10 Full HD LED nha mọi người. RAM 4GB, màn hình là 10 inch nha, máy đẹp. Giá bán là 2 triệu 7 nha, 2 triệu 7. iPad nha. Samsung Galaxy S10 5G, RAM 8GB của nhớ trong 256GB nha. 3 triệu 9. S21 FE, RAM 6 128 nha, 5 triệu 9, máy đẹp nha. S21 FE 5G. S20 FE bản 1 SIM, bản này bản Canada nha, 3 triệu 850 nghìn. S20 FE, RAM 6 128GB. Samsung Galaxy A54 2 SIM, RAM 8 128 nha, máy đẹp 98. 5 triệu 8 nha, A54 5G 5 triệu 8. Samsung M53 5G nha, con này chạy chip Dimensity, RAM 8 một nhớ 256GB, ngoại hình hơi trầy tí nha. 4 triệu 350 nghìn. S21 FE 5G 2 SIM, RAM 8 128, máy hơi trầy xíu, hơi trầy tí nha. 5 triệu 8. Samsung S10e bản Mỹ nha, RAM 6 128, 2 triệu 950 nghìn. S10e bản Mỹ còn một cây. Z4 3 2 SIM, ngoại hình 97 nha, giá chỉ có 10 triệu thôi. Z4 3 10 triệu. S22 Ultra hàng Việt Nam nha, 10 triệu 2 nha. S22 Ultra hàng Việt Nam, RAM 8 128, máy đẹp, 10 triệu 2. S21 Ultra hàng Việt Nam, ngoại hình 97, 7 triệu 9 thôi. M34 5G bảo hành từ tháng 10 2024 nha, 4950, tính là mới mua. S20 LED 5G ra 12256 4850 nha, 4 triệu 850 nghìn. Note 20 Ultra phiên bản Mỹ 2 SIM nha, 8 triệu 2. S22 Ultra 2 SIM ra 12256 14 triệu rưỡi nha, hàng Việt Nam, máy đẹp. Cây này là cây S21 FE, RAM 8256 nha, ngoại hình thì đẹp tầm 98 nha, 8256GB, chỉ với giá 5 triệu 950 nghìn thôi. Con này là S20 FE hàng Việt Nam, hàng Việt Nam sẽ là chip 865, RAM 8256, 5 triệu 350 nghìn. A54 5G, cây này hơi trầy xíu nè, 5 triệu 4 thôi. RAM 8128 nha, A54 5G, chạy nhẹ xíu không ảnh hưởng nha mọi người. Z4 4 2 SIM, RAM 12256, 16 triệu 9 nha, hàng Việt Nam nha, Z4 4. Còn này là S21 FE 2 SIM, 8256, 5 triệu 650 nghìn nha. S21 Ultra hàng Việt Nam, máy đẹp nha, 10 máy đẹp, 8 triệu rưỡi nha.
S22 Ultra phiên bản Mỹ 12.250.000 nha. S22 Ultra phiên bản Mỹ 8128 nha. A54 5G bảo hành từ tháng 7 2024 5950. RAM 8128 máy lay new luôn không chạy xước gì nha. A03S RAM 4GB 64 1.550.000 thôi. Samsung A53 5G 4.450.000 nha. Hoặc anh hơi chạy xíu. A33 5G RAM 6128 3650 nha. S22 Ultra hàng Việt Nam 2 SIM 13.700.000 nha. Bản RAM 12, tôi nhớ trong là 256GB. Note 20 Ultra hàng Việt Nam 6.950.000 thôi nha. S22 Ultra 3 tháng 7 2024 13.300.000 nha. S22 Ultra RAM 8128 máy còn đẹp 98. S21 Ultra 5G 7.900.000 nha. Z Flip 3 5G RAM 8256 máy 98 6.250.000 nha. Z Flip 3 5G 8256 bản 1 SIM nè, style ngoài đẹp ken 6.500.000. Z Flip 4 nha, Z Flip 4 chỉ với giá là 8.200.000 thôi, hàng chính hãng nha, Z Flip 4. Z Flip 3 nè, con này một sim 8256 ngoại hình hơi chạy xíu nha, giảm giá cho mọi người còn 6.000.000 nha. 6.000.000. Z Flip 4 8.200.000 máy đẹp 99 nha. Z Flip 3 5G hàng Việt Nam máy 97 nha, 97 6.200.000 luôn. Z Flip 4 máy 97 nha, giá cực kỳ rẻ bằng Z Flip 3 luôn, 7.350.000 nha. Z Flip 4 Sharp R6 nha, RAM 12 128, camera Leica, máy thì ngoại hình còn khá đẹp nha mọi người, giá bán là 4.900.000 nha. Sharp iPhone XS Max 64GB pin 80 nha, giá bán chỉ có 5.800.000 thôi, 5.800.000. iPhone 11 Pro 64GB pin 96 7.150.000 nha. 11 Pro 64GB pin 100 7.150.000. iPhone 12 64GB pin 84 nè, ngoại hình đẹp nha, đẹp đẹp 99 luôn, 8.200.000. iPhone 12 Pro Lock nha mọi người, 128GB pin 87, giá hôm nay chỉ có 7.800.000 thôi nha, 12 Pro. iPhone 12 Pro Max máy lock nha, hôm nay mình giảm cho mọi người còn 10.500.000 nha, 12 Pro Max 128GB máy lock. 12 Pro Max 256GB pin 85 nha, 13.500.000 nha, 13.500.000. Còn một cái iPhone 13 128GB pin 86 nha, ngoại hình đẹp 98, đẹp 98 nha, giá bán của bên mình là 11.600.000 nha, 11.600.000. iPhone 11 hàng Việt Nam máy đẹp nha, máy khá đẹp luôn. Con này 128GB nguyên zin nha, pin thì còn dung lượng 83% hàng Việt Nam, giá bán của bên mình là 7.000.000 nha, 7.000.000. Oppo Reno 6Z 5G màn hình nó lưu ảnh nhẹ nha, đây nó có lằn nhẹ nè,
nhẹ thôi. Đây, mờ lên xíu rồi nha. Giá bán là 2 triệu 6 nha. 6Z 5G 2 triệu 6. iPhone XS Max 256GB. Con này màn thay rồi nha, màn hình GX nha. Thay nhưng mà không thông báo. 256GB, pin 100 luôn, pin cũng chắc thay mới rồi, 100. Pin 100 luôn. Giá bán của bên mình sẽ là 4 triệu 950 nghìn nha. 4 950. Samsung S20 Ultra, ngoại hình đẹp nha. S20 Ultra này giá bán của bên mình sẽ là 5 triệu rưỡi nha. S20 Ultra. iPhone 12, máy đẹp nha. iPhone 12, ngoài nó hơi trầy nè, hơi trầy xíu nha. Đây, iPhone 12 pin 86. Con này giá bán của bên mình là 8 triệu 2 nha. iPhone 12 pin 86. Z Flip 3 5G, hàng chính hãng nha. Máy đẹp lay new, không một vết trầy nào hết nha. Lay new, không một vết trầy nào hết. Z Flip 3 5G, giá bán là 6 triệu 850 nghìn nha. 6 triệu 850 nghìn. Realme 9i, RAM 6 128 nha. 2 triệu 650 nghìn, Realme 9i. Realme 7i, RAM 8 128 nha. 2 triệu rưỡi. Realme C17 nha, hơi trầy xíu. 2 triệu 350 nghìn, pin con này cũng khá là trâu bò, RAM 6 128. Realme C21i nha, RAM 4 164. 2 triệu 050 nghìn, pin 6.000, màn hình 6.5 nha, C21i. Còn có C25i, RAM 4 164, 2 triệu 1 thôi, C25i. Mấy con máy pin trâu, màn hình to thì mua mấy cái dòng Realme nha, tầm 2 triệu là màn hình cực kỳ to, pin tới 6.000 không. Realme 7 nha, RAM 8 128, 2 triệu rưỡi, RAM 8GB, màn hình Full HD. Realme C51, RAM 4 164, 2 triệu 350 nghìn, máy rất là đẹp nha, C51. Realme Q5 5G 3 triệu 850 nghìn nha. Con này RAM 12GB, bộ nhớ trong là 256GB nha. Chạy chip Snapdragon là 695 5G nha. Con này là con Elite Phone 1, RAM 12, bộ nhớ 256GB. Một con máy đến từ Leica, camera Leica, màn hình cong. Ám cực kỳ nhẹ thôi nha, ám cực kỳ nhẹ thôi. Máy của Leica thì chụp hình thì anh em phải hiểu là nó khá là đỉnh luôn. Giá bán chỉ có là 5 triệu rưỡi nha. 5 triệu rưỡi, máy đẹp 99. Còn được 2 cây. Elite Phone 1. Google Pixel 6a nha, RAM 6 128. 4 triệu 9 Pixel 6a. LG V50 ThinQ 2 triệu 450 nghìn nha. V50 ThinQ. OnePlus Nord 10 5G nha. 3 triệu, máy đẹp 98%, Nord 10 5G. Chip 690 nha. Motorola 5G ICM chip Snapdragon là 750, 2 triệu 850 nghìn thôi. Con này là con Oppo K10, 3 triệu 9. LG vơ vẹt nha, RAM 8 128, máy đẹp 99, 2 triệu 950 nghìn, LG vơ vẹt. Poco M4 Pro 5G, RAM 4 164, máy đẹp 99 nha. 2 triệu 950 nghìn thôi. M4 Pro 5G nha. Mình có hai màu, màu gray và màu màu vàng. Sạc cáp zin đầy đủ nha, M4 Pro 5G. Samsung Galaxy Z Flip 3, hàng chính hãng Samsung Việt Nam nha. Full box, ngoại hình đẹp không khác gì máy mới nha, không một vết trầy, lay new, hàng chính hãng nha. Giá bán là 6 triệu 850 nghìn thôi. Z Flip 3 5G, hàng chính hãng, RAM 8 128, máy đẹp lay new nha, không một vết trầy nào hết nha. Hôm nay thì mình mới về,
6.850.000 nha. Oppo A98 5G nha, RAM 8 màu nhớ 256GB, 5.500.000, máy rất đẹp luôn. Oppo A96 nha, 3.500.000 nha, máy đẹp 99, A96, 3.500.000 thôi. Oppo A77S, RAM 8GB, A77S nha, 3.500.000 luôn. Oppo Reno 8 5G, máy đẹp keng 99 nha, Reno 8 5G, 6.000.000. Oppo K10 5G nha, RAM 8 128, 3.900.000, K10 5G. Oppo A96 nha, con này xách tay, chính hãng của con này là con hình như là chính hãng của con này hình như là con 8Z 5G nha. RAM 8 bộ nhớ trong cũng 256GB luôn. Giá bán của bên mình sẽ là 3.500.000 thôi. 3.500.000 nha. Xiaomi. Con này là con Redmi 10, RAM 4 bộ nhớ trong 64, máy đẹp 99 nha. Mình có hai màu, màu xám và màu trắng và màu thêm cả màu xanh nữa nha. Giá bán là 2.250.000 Redmi 10 nha. K40S RAM 8 bộ nhớ trong 128 nha, 4.550.000 K40S, bản RAM 8GB, camera 48 chấm, màn hình OLED, chip Snapdragon 870 nha. Xiaomi Mi 11T RAM 8 128, máy đẹp 99 nha, 4.400.000 Mi 11T. Poco C40 RAM 4 bộ nhớ trong 64, con này chạy chip khá là mạnh nha, chip 680, 2.150.000 thôi. Mi 10T Pro 5G, con này màn hình 144Hz nha, RAM 8 bộ nhớ trong là 128, chip 865, camera 108 chấm, pin 5000, giá bán là 3.900.000 nha. Mi Note 9 Pro RAM 6 bộ nhớ trong 64GB, 2.450.000 nha, 2.450.000. Xiaomi Redmi Note 11 Pro RAM 8 128, 3.550.000. Máy đẹp thì 3650 này, máy đẹp 3.650.000 nha. Con này là con K40 màn hình OLED, chip 870, RAM 6 128, máy xách tay 3.900.000. Con này là con Xiaomi CV2 RAM là 8 128 nha, màn hình cong, màn hình viên thuốc giống như iPhone 14 Pro Max nha. Giá bán của bên mình chỉ có là 5.000.000 thôi. 5.000.000. Xiaomi Mi 11T nha, RAM 8 128, màn hình còn khá đẹp luôn, tầm 98% nha. Con này thì màn hình OLED, camera 108 chấm, chip Dimensity 1200 nha, 3.950.000 thôi. Redmi 12 RAM 4 128, 2.800.000 nha, máy đẹp 99, Redmi 12. K30 5G RAM 6 128, máy xách tay nha, con này chạy chip 765, có hỗ trợ 5G, màn hình một tần số quét là 120Hz nha. Màn hình khá to, màn hình Full HD nha, 2.700.000. Siêu phẩm nha, Mid 43 RAM là 16, bộ nhớ trong 512GB, chip 8 Gen 2 Mid 43, một con máy màn hình gập nha, gập cực kỳ đẹp luôn. Máy đẹp keng 99. Giá bán là 23.900.000 nha. Mi Note 10 Pro RAM 6 128, màn hình ám nhẹ nha, 2.450.000. Xiaomi Mi 11T RAM 8 256, 4.650.000 nha, bản 256GB. Mi Note 9S RAM 6 128 nha, 2.200.000. Mi Note 9 Pro 5G RAM 6 128 nha, 2.950.000. Mi Note 12 RAM 4 128 nha, 2.550.000 nha, Mi Note 12. Con này là con Xiaomi 13 Lite nha, RAM 8 256, hàng chính hãng, 6.000.000. Note 8 Pro RAM 6 128, 1.900.000 nha. Con này chạy chip G90T, camera 64 chấm nha. RAM 6 cũng như trong là 128GB.
Mi Note 12S nha, RAM 8256, camera 108 chấm luôn, mặt lưng trầy nhẹ 98 nha, 3 triệu 8. K50, RAM 8128, K50 nha, giá cực kỳ rẻ, chỉ 4 triệu 550 nghìn thôi, màn đẹp 98 nha, K50. Xiaomi 12 Pro ám cực kỳ nhẹ luôn, 6 triệu rưỡi nha. Mi 12 Pro chip 8 Gen 1, camera 50 chấm. Mi Note 12 Pro RAM 8256 nha, 4 triệu 750 nghìn. Note 11S RAM 8128 đẹp 99 nha, 2 triệu 950 nghìn nha, Note 11S. Vivo T1X nha, RAM là 4164, 2 triệu 4 thôi, T1X. Vivo V25 Pro RAM 8128 nha, 5 triệu 750 nghìn nha, ngoại hình đẹp 98 nha, V25 Pro. Vivo S1 Pro nha, RAM 8128, camera con này là 48 chấm nha, màn hình OLED, giá bán hôm nay chỉ có 2 triệu 3 thôi nha, S1 Pro. Vivo Y53S nha, RAM 8128, 2 triệu 7 nha, RAM 8GB, camera đẹp. Vivo Y35 RAM 8128 nha, 3 triệu 3, máy đẹp keng 99, Y35. Vivo Y22S nha, RAM 8GB, máy đẹp keng 99 nha, 3 triệu. Vivo Y55 màu trắng nha, con này sở hữu màn hình OLED, camera đẹp, pin trâu nha, 3 triệu 3 nha, Y55. Vivo V27E RAM 8 bộ nhớ 256GB, máy đẹp 99 nha, V27E 4 triệu 9. Vivo V23E nha, RAM 8128 nha, 3 triệu 150 nghìn thôi. Vivo V25E mình có màu vàng và màu xám như thế này, 3 triệu 8 nha. Đây, màu vàng nữa nha. Vivo V25 Pro RAM 8128, 5 triệu 9. Vivo Y33S nha, ba con này giá bán là 2 triệu rưỡi, camera 50 chấm luôn và pin 5000, RAM 8GB. Con này là con Vivo Neo 6 nha, một con máy chụp hình siêu đẹp luôn nha, Neo 6, máy đỉnh của dòng Vivo, giá bán chỉ có 6 triệu nha, 6 triệu thôi. Vinmap Aris Pro, camera ẩn dưới màn hình, chip 730, camera là 64 chấm nha, camera sâu 64 chấm. Con này RAM 8128 nha, 2 triệu 750 nghìn. Và có Vinmap Aris nữa nha. Đây, Aris thì hiện tại mình đang có hai phiên bản, bản RAM 6 bù nhớ 64 là 2 triệu 550 nghìn và bản RAM 8128 là 2 triệu 650 nghìn nha. Phiên Aris, Aris thì cấu hình nó giống như con Aris Pro thôi. Máy khá là đẹp luôn. Vinmax Star 5 RAM 3 bộ nhớ trong 32GB, 1 triệu 350 nghìn nha, pin 5000 luôn. Và mình có Vinmax Joy 4 nha. Đây, Vinmax Joy 4 RAM 6 bộ nhớ trong 64. Con này ngoại hình đẹp tầm 98 nha, 1 triệu 850 nghìn nha, Joy 4. Và mình có RAM 4 bộ nhớ trong 64GB, cũng ngoại hình 98 luôn, ngoại hình 98 luôn nha, 1 triệu 750 nghìn nha, Joy 4 RAM 4 bộ nhớ trong 64GB. Vinmax Joy 4 nha, RAM 3 bộ nhớ 64. Còn này máy ta mà máy này như ép kính rồi nha, 1 triệu 450 nghìn thôi. Và mình có bản RAM 3 bộ nhớ 64, máy Line New nha, máy này máy từ hãng bán ra nha, 1 triệu 950 nghìn. Sony Xperia 5 Mark 2 nha mọi người, hôm nay chỉ có 3 triệu 950 nghìn thôi, Sony. Ngoại hình tổng thể còn khá là đẹp nha. Vivo Neo 6 RAM 8128 nha, 6 triệu rưỡi, Vivo Neo 6. Vivo
V25E RAM 8128 máy đẹp 98 nha, 3,8 triệu nha. V25E đang còn hai màu nha. Vivo V25 Pro màn hình cong, máy đẹp 99, lay new luôn. RAM 8128 nha. 5 triệu 9. Vivo i33s. Con này RAM 8128 nha, i33s hơi chạy xíu, 2 triệu rưỡi thôi, i33s. Vivo V23e nha, 3 triệu 150 nghìn V23e. Này là Vivo V27e, máy đẹp 99 luôn, 4 triệu 9 nha, V27e khá là đẹp luôn. 4 triệu 9. Siêu phẩm nha, Vivo Neo 6 RAM 8128 6 triệu nha, máy đẹp keng 99 nha mọi người. Neo 6. Vivo con này i22s RAM 8128 nha. Giá bán là 3 triệu i22s. Và mình có con i35 máy đẹp keng 99 luôn, i35 camera 50 chấm này. Giá bán của bên mình là 3 triệu 350 nghìn nha. 3 triệu 350 nghìn. Vivo S1 Pro nha, 2 triệu 3 S1 Pro. Con này thì RAM sẽ là 8GB, màn hình OLED nha. Vivo i55 RAM 8128 máy đẹp 99. 3 triệu 250 nghìn nha, i55. Rồi, anh em coi video thì cho mình like, share, chia sẻ, ủng hộ kênh của mình nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình ạ. Nhớ like cho mình, like, share, chia sẻ, ủng hộ shop mình nha.